Mỹ Tâm công khai các mối tình oanh liệt thế nào mà bị mẹ cấm yêu. Trên mạng xã hội, một đoạn video cũ được người hâm mộ chia sẻ. Mỹ Tâm xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt quen thuộc như MC Thanh Bạch, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, nhóm HAT gồm Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy và Lương Bích Hữu. Các nghệ sĩ trò chuyện gần gũi, trong đó giọng ca tóc nâu môi trầm khiến mọi người thích thú, vô tư kể về tình trường của mình. Trong cuộc trò chuyện, Mỹ Tâm hào hứng tiết lộ từng được nhiều bạn học theo đuổi ngay từ thời cấp 1. Mỹ Tâm kể, mọi người không thể tưởng tượng đâu, tối nào hai bạn ấy cũng đến nhà gõ cửa rồi kêu Tâm ơi, Tâm ơi. Tâm chịu không nổi mới viết thư kể cho một người bạn là mình bị làm phiền, rất mệt mỏi. Ai ngờ hai bạn nam đó biết được rồi chọc quá trời. Cuối cùng Tâm nghỉ học, ở nhà luôn vì sợ quá. Lên cấp 2, Mỹ Tâm cũng có một mối tình nhưng vừa mới chớm nở đã vội tàn vì bị phụ huynh ngăn cấm. Nữ ca sĩ cho biết, có một bạn nam thích Tâm nhiều lắm và cô cũng đáp lại tình cảm. Cả hai thường viết thư tay gửi cho nhau. Tuy nhiên đến một ngày, mẹ Mỹ Tâm vô tình phát hiện mọi chuyện, rồi sau đó, không có sau đó nữa. Câu chuyện về thời thơ ấu được Mỹ Tâm kể trong một chương trình âm nhạc cách đây rất lâu. Vào thời điểm nữ ca sĩ mới vào nghề vài năm, những chia sẻ vô tư, hồn nhiên và có phần hài hước trong quá khứ khiến nhiều người bật cười khi xem lại. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm vẫn giữ nguyên vẹn nét tính cách thú vị này. Tối ngày 1 tháng 4, Mỹ Tâm đăng tải video bắt trend ca khúc Lưu Số Em Đi lên kênh TikTok cá nhân. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ, nữ ca sĩ bất ngờ xóa đi. Tuy nhiên người hâm mộ nhanh tay quay lại và truyền tay nhau nhiệt tình. Sau khi xem kỹ, khán giả phát hiện lý do Mỹ Tâm vội xóa hoặc ẩn đi đoạn video do có sự xuất hiện của người yêu tin đồn Mai Tài Phấn. Trước đó, Mai Tài Phấn bị phát hiện chính thức nhập hội Chỉ Theo Dõi Mình Em. Trên trang fanpage gần nửa triệu người theo dõi, nam diễn viên chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Thúy Ngân xịt keo, bịt miệng Trường Giang không kịp khi bị đàn anh nhắc chi tiết trên truyền hình. Trong một show giải trí mới đây, Thúy Ngân có phản ứng đáng chú ý khi Dispatch Việt Nam Trường Giang nhắc thông tin liên quan đến bạn trai tin đồn. Trong khi thực hiện thử thách sử dụng cảm nhận để dự đoán phía đối phương đang xoay người, Trường Giang nói với Thúy Ngân, bé này khoái về miền Tây ha, phía này đi về Đồng Nai còn hướng Bến Tre là hướng này. Do quê của ca sĩ Jack ở Bến Tre, nhiều khán giả cho rằng Trường Giang nói như vậy để trêu chọc Thúy Ngân. Nam danh hài 10 khó đã đoán sai, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thúy Ngân chiến thắng, nhưng cô không tỏ ra phấn khích mà trông ngượng ngùng. Xịt keo, ngay lập tức, Thúy Ngân đã phải dùng tay chặn miệng Trường Giang, khiến Tiến Luật phải bật cười, trong khi Lan Ngọc chỉ nói chuyện gì vậy? Đối diện với phản ứng hơi căng thẳng của Thúy Ngân, Trường Giang quay sang phía khác và nói, anh nói gì kệ anh. Trước đó, dịp Tết 2022, Jack và Thúy Ngân đã bị phát hiện cùng nhau diện đồ đôi và check-in tại biệt thự của Trường Giang ở Đồng Nai. Trường Giang là người anh thân thiết với Thúy Ngân, trong khi Jack chỉ từng gặp Trường Giang trong một số chương trình trước đó, cả hai vướng tin đồn âm thầm hẹn hò trong suốt 2 năm. Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, Trường Giang tiết lộ Thúy Ngân quay trở lại cuộc sống độc thân. Thúy Ngân là nhỏ em rất đẹp, rất xinh và đang được nhiều người yêu thích, nhưng vừa rồi là ấy. Hiện tại không có thế lực nào bắt không được ra đường hay làm này làm kia nữa. Ý là bình thường cũng phải gọi là nép mình. Thúy Ngân cách đây khoảng 4 tháng thì hạnh phúc, nhưng hiện tại thì độc thân vui tính. Kính mời quý cô chú bác, anh chị ai có nhu cầu thì liên hệ Thúy Ngân. Từ khi bước chân vào ngành giải trí cho đến nay, Thúy Ngân khá kín tiếng về chuyện tình yêu của mình và chưa công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Cô chia sẻ rằng đã trải qua vài mối tình nhưng không có một kết quả đẹp đẽ nào. Trong một chương trình, nữ diễn viên sinh năm 91 tiết lộ rằng cô từng bị người yêu cũ phản bội. Khi phát hiện sự thật, cô cảm thấy đau đớn và càng trở nên khép mình hơn. Sau ồn ào ngủ chung phòng, Thúy Ngân thừa nhận đang hẹn hò người mới. Trương Thế Vinh và Thúy Ngân mới đây cùng tham gia chương trình 7 Nụ Cười Xuân, lần đầu chia sẻ về tin đồn gây xôn xao. Cụ thể, tình huống MC Trường Giang chia sẻ rằng, ngày xưa khi Trương Thế Vinh nổi tiếng với bài Tình Yêu Hoa Gió thì Thúy Ngân là một người mẫu mới lớn sân đóng phim. Ông xã Nhã Phương tiết lộ gây sốc rằng, ngay trong thời điểm đó cặp đôi qua lại với nhau. Trước câu bông đùa của MC 10 khó, Thúy Ngân nhanh chóng phản bác, chưa qua lại hồi nào anh. Dù Thúy Ngân đính chính mau lẹ nhưng Trường Giang vẫn tiếp tục bóc phốt nàng á hậu rằng có thời gian hai người rải đinh, thả thính là xưa rồi, bây giờ là phải gọi rải đinh lẫn nhau. Thử hỏi Thúy Ngân có thích Trương Thế Vinh không? Bị đàn anh tiếp tục hé lộ thông tin đời tư, Thúy Ngân chỉ biết im lặng. Trong khi đó Trương Thế Vinh vội tiếp lời hài hước nhằm đánh lạc hướng. Đâu có, đứng ở đây hôm nay chúng tôi chính thức quấn với nhau để nấu ra món canh chua. Lúc này Thúy Ngân mới tiếp tục phân bua mốc thời điểm có qua lại thân thiết với Trương Thế Vinh. Lúc đó chưa qua lại, ngày xưa em không thích anh Vinh, nhưng anh Vinh theo đuổi em. Trước những phát ngôn của cặp đôi tin đồn cùng MC Trường Giang, nhiều khán giả cho rằng cả hai ngầm thừa nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên cũng không ít dân mạng đánh giá rằng đây chỉ là màn hùa vào tám chuyện vui vẻ của các khách mời game show, trước màn chọc ghẹo quen thuộc của Trường Giang mà thôi. Bên cạnh những chia sẻ trên, trong chương trình 7 Nụ Cười Xuân, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân còn bị soi nhiều cử chỉ thân thiết, từ việc chọn trang phục đôi với hình giống trái cà chua, chủ đề thử thách nấu ăn canh chua. Tiếp đó, họ thường xuyên có ký hiệu trái tim nhí nhảnh, tạo cảm giác như đang là một cặp tình nhân thực sự ngoài đời.
Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân diện đồ đôi, kèn cựa nhan sắc sau tin bất hòa. Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân cùng nhóm nghệ sĩ thân thiết trong giới showbiz tổ chức tiệc sinh nhật chung. Buổi tiệc có sự góp mặt của một số nghệ sĩ khác như Trường Giang, Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ, ST Sơn Thạch, Trinh Phạm. Tất cả quẩy hết mình đến khuya muộn rất vui vẻ. Được biết, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân sinh nhật cách nhau một ngày, tuy nhiên Ninh Dương Lan Ngọc vẫn lớn hơn Thúy Ngân một tuổi. Trước đó, trong hai ngày sinh nhật, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đều được tổ chức hai bữa tiệc khác nhau bởi những hội bạn thân thiết. Tuy nhiên, việc hai diễn viên không xuất hiện ở sự kiện đặc biệt còn lại của đối phương khiến nhiều khán giả suy đoán cả hai bằng mặt không bằng lòng. Trong loạt ảnh từ buổi tiệc được chia sẻ, nhiều người trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân. Cả hai mặc đồ đôi với chiếc váy cắt xẻ táo bạo, ôm trọn vóc dáng ngọc ngà. Người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi dành cho hai nữ nghệ sĩ dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp. Ninh Dương Lan Ngọc còn chia sẻ thêm, lại một năm sinh nhật của hai chị em mà hôm qua vui lắm. Chúc em Thúy Ngân tuổi mới thành công, hạnh phúc và luôn bình an. Có vài người kỳ cục trốn về giữa chừng, không muốn nêu tên đâu nha ông chú, rồi ông Bảy, rồi anh Thỏ Trắng. Thúy Ngân cũng bày tỏ suy nghĩ riêng trong ngày đặc biệt, mong là năm sau sinh nhật hai cô sẽ có thêm nhiều niềm vui, đừng vừa ôm nhau vừa chúc vừa khóc, cảm ơn mấy huynh, mấy tỷ đã yêu thương bọn em. Được biết, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đang là hai gương mặt nổi đình đám ở các game show Việt. Không chỉ xinh đẹp, cả hai đều có sự nghiệp thăng hoa, cặp chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các game show, sự kiện. Không chỉ hợp tác trong công việc, cả hai mỹ nhân có tình bạn gắn bó ngoài đời thực. Không khó để bắt gặp những hình ảnh Lan Ngọc và Thúy Ngân sánh đôi trong các bữa tiệc thân mật với bạn bè. ST Sơn Thạch chính thức chọn tán Thúy Ngân thay vì Lan Ngọc, khiến dân tình tiếc hùi hụi. Trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một đoạn clip trò chuyện của ST và MC. Khi được MC đưa ra yêu cầu, nếu trong một vũ trụ chỉ có Lan Ngọc và Thúy Ngân để tán thì ST sẽ lựa chọn thế nào? Không chút ngập ngừng, ST liền đưa ra câu trả lời. Với Thúy Ngân mình sẽ chủ động hơn, mình sẽ tán Thúy Ngân. Nữ MC hỏi tiếp, chiêu đầu tiên ST tung ra để tán Thúy Ngân là gì? Mình sẽ tìm hiểu người ta một chút xíu để người ta thấy được sự trân trọng của mình với người đó. Với ST, mình thấy hầu hết con gái bây giờ không thích một người con trai lạnh lùng, hơi khó hiểu chút và đừng vồ vập quá. Thời gian qua, Thúy Ngân và ST Sơn Thạch có nhiều tương tác. Cô cũng từng tham gia đóng video ca nhạc của anh vào năm 2022. Vì thế, nhiều người hâm mộ liên tục đẩy thuyền. Đoạn clip này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới clip, khán giả tích cực đẩy thuyền Thúy Ngân và ST. Cặp này cưng xỉu, về chung một nhà hết nước chấm. Hóng ngày anh chị thành đôi quá trời. Câu trả lời anh hay quá, chúng em ủng hộ. Trên sóng livestream gần đây, Thúy Ngân đã lên tiếng về mối quan hệ với ST Sơn Thạch. Cô cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết, còn đùa rằng nam ca sĩ là bình phong cho chuyện tình giữa mình và Lan Ngọc. Cách đây không lâu, ST Sơn Thạch cũng đã lên tiếng về tin đồn yêu đương, liên tục được khán giả đẩy thuyền với nhiều mỹ nhân như Hoa hậu Thùy Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, Em Ly. Tuy nhiên, nam ca sĩ phủ nhận, anh cho biết tất cả đều là đồng nghiệp và người em thân thiết của mình. ST cảm thấy vui vì các mối quan hệ đó được khán giả ủng hộ, yêu thương. Tuy nhiên, anh mong khán giả sẽ tập trung vào những hoạt động nghệ thuật của mình hơn là những chuyện đời tư. ST cũng có những phút lắng động khi tâm sự về những biến cố trong cuộc sống. Anh chia sẻ, bố mẹ ly hôn nên tuổi thơ anh chỉ sống cùng mẹ và anh chị em. Hồi nhỏ tôi tự hỏi, sao mình có hoàn cảnh như vậy? Mọi thứ với mình lại khó khăn đến vậy. Nhưng sau này lớn lên tôi mới thấy rằng đó cũng là nguồn động lực để mình cố gắng mỗi ngày. Bữa cơm gia đình dù không trọn vẹn nhưng luôn ấm áp là những khoảnh khắc đầy yêu thương mà tôi luôn trân trọng. Anh xúc động. Nam ca sĩ cũng cho biết, mỗi khi gặp chuyện buồn, anh thường khiến bản thân mình bận rộn để không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Trải qua nhiều biến cố cuộc sống, anh đã học được cách tự cân bằng cho bản thân mình. Trong khi đó, ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp hoạt động nghệ thuật mà nhiều người mơ ước. Cô không chỉ bỏ túi nhiều vai diễn đình đám, mà còn là gương mặt được không ít nhãn hàng, thương hiệu ra sức săn đón. Tuy nhiên, về cuộc sống đời tư, hiện nay Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đang độc thân. Điều này khiến cư dân mạng bày tỏ hiếu kỳ về chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Cách đây không lâu, trên TikTok cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc sử dụng hiệu ứng "Khi nào tôi sẽ kết hôn?" Có thể đoán thử thời điểm kết hôn. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, hiệu ứng đã mang lại con số 40 tuổi trước sự bối rối ngỡ ngàng của nữ diễn viên. Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải video này, đã có rất nhiều khán giả bày tỏ hào hứng với kết quả mà nữ diễn viên nhận về. Một số người còn phát hiện thời điểm dự đoán nữ diễn viên lên xe hoa hoàn toàn trùng hợp với ST Sơn Thạch. Ngay sau đó, một khán giả để lại bình luận: "Anh ST cũng kêu 40 tuổi, anh ấy mới lấy vợ á chị?" Lan Ngọc và Sơn Thạch vốn là cặp đôi được nhiều khán giả nhiệt tình đẩy thuyền vài năm gần đây. Cả hai sở hữu mối quan hệ thân thiết như hình với bóng trong những sự kiện và chương trình đình đám. Cuối tháng 10 năm ngoái, khi tâm sự với phóng viên, Lan Ngọc không hề ngần ngại khi nói về mối quan hệ với ST Sơn Thạch. Thật ra Lan Ngọc đã từng trả lời rất nhiều câu hỏi về ST, đây cũng là người bạn thân thiết nhất trong nghề của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi khẳng định điều này trước công chúng, rằng ST chính là người bạn thân nhất trong cuộc đời Lan Ngọc, và sự thật sẽ không bao giờ thay đổi.